Xin chào các bác ạ. Hôm nay em lại tiếp tục bàn giao một em xe lân về Sơn Động Bắc Giang các bác nhá. Uni Carrier. Hãng này của TCM mà Nissan họ kết hợp. Hãng chuyển sang xe lân đời cao. Nội địa của Nhật. Lốp bốn quả lốp đẹp long lanh như hàng này. Lốp từ Nhật về luôn nhá. Chiếc này thì vừa đăng kiểm xong là xuất hàng luôn cho các bác. Đây, giấy tờ đăng kiểm đây. Kiểm đỏ đóng dấu của cục hải quan đăng kiểm đây. Mâm xoay 3m nguyên bản từ Hàn Z, zin từ Hàn Z luôn. Xe đẹp, giấy tờ đầy đủ. Đấy, gầm bậy máy móc led căng. Có mâm xoay, đấy, có lái ngang, nói chung là xe sơn zin toàn bộ luôn. Bán thì rất là rẻ, tầm lanh quanh 200 này các bác có xe đẹp đúng rồi. Đấy, đẹp hơn thì hơn 200 tí, tùy từng xe. Đấy. Giấy tờ đầy đủ nhá. Xuất thuế đầy đủ cái hàng nhá. Các bạn nào mà quan tâm thì này, trực tiếp đến số điện thoại của em nhá. 0379875765. Đấy, địa chỉ kho bãi ở đây. Mặt đường quốc lộ 17, phường Nam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Phó lạng chờ sẵn đây. Giao liên tục luôn. Đây đang một loạt xe đang chờ đăng kiểm và hôm nay em bán gần như hết lô này luôn. Còn bãi bên này là chưa bán này. Các bác qua xem trực tiếp, khoảng 200 xe luôn. Chào các bác nhá.